đang đi tìm để mua cá tuna với salmon để ăn sashimi. Có không? Thường thường mấy cái cá bên này nè, hải sản Hoàng Gia. Salmon này tôi mới mỗi ngày. Salmon, sò, cá, cá gói sẵn để canh chua. À, cua bự kìa, cua bự kìa. $2.490 con king crab. Loại này ngon này. Cua nâu 750.000 một ký nha. Oyster Nhật. Cái này giống oyster Nhật hả? Ô, bào ngư. Bào ngư. Cái phải oyster. Còn con cua đó là cua king crab. Tươi luôn, rồi rói luôn, tôm hùm. Tôm hùm loại bự có đầy đủ luôn. Tôm này 1.3 mấy. Ốc vòi voi nè. Cái này là ốc vàng hay ốc trắng đây ta? Ốc vàng hay ốc trắng vậy? Cá bóng mú. Cá bóng mú này ăn gỏi với lại cháo. Bao nhiêu ta? 895 là 900.000 ký. Xuất xứ không nói, không biết đâu. Không có tuna. Có salmon à. Hải sản Hoàng Gia. Vậy là tôm hùm Canada nè, còn nó bào ngư không đề giá. Bào ngư không đề giá. Cá ngừ. Cá ngừ loại bự nè. Không biết cá này ăn được chắc chưa đủ bự để ăn sashimi ha. Cá ngừ á. Trần. Cá tầm. Đẹp ha. Nước trong ha. 11.000 một con. Hào Pháp. Hào Pháp 11.000 một con. Cá tầm nè. Cá tầm này ăn được cái xương luôn nè. 400.000 của Việt Nam. Cá tầm này nè ăn được cái xương sụt luôn á. Cá này diêu hồng hả? Đi. Vậy là không có, không có tuna thôi. Đi. Đó, quay sơ cái chợ nè. Mặc dù đã đặt bàn nhưng mà cũng phải chờ nha, tại vì đông quá ngoài dự định. Đông lắm luôn. Mỗi một bàn nó có một cái máy hút khói mạnh lắm. Đây giá cả nè.
giờ vô bàn nghe. Được họ sắp xếp xong rồi. Wow. Giống King Barbecue ha. Mai mốt chắc phải rủ thêm nhóc ngồi đây cho thành ba. Mai mốt chắc rủ thêm nhóc ngồi đây cho thành ba đối chiếu với bên này. Vậy mới đồng, chắc phải kiếm thằng nhóc cho ngồi đây. Tiệm sang quá à. Thôi chị Thoa đi chợ đi. Không, chị Thoa vợ đi chợ à. Đi chợ. Đi chợ sao là ăn vậy à. Ở trong này là họ hỏi hai kiểu buffet hoặc là món.
cái này là gọi là trong này có chỗ chơi nhiều hơn ở bên bên Gigamore nha. Cái này gọi là Lotte Lotte Mall ở Gò Vấp. Bữa nay mình được hẹn đi ăn nhà hàng Gogi của Korea. Nhà hàng này là của Nhật Bản nè, Isushi nha. Nhà sách Fahasa đi đâu cũng có ha. Wow, wow, nhà hàng kìa. Vậy mà đi cho xa lên tí, Gigamore. Cái này là nhà hàng của Long Monaco, hương vị Việt. Long đó, đâu nó chơi đâu. Bên này là cái gì đây? Một của Korea đó, K-pop. Còn nhà hàng này vui ha. Cái cũng là một trong những cái khu vui chơi ăn uống. Giờ mình đi kiếm nhà hàng được hẹn nha. Nhà hàng được hẹn American Outer Tourist. À, menu quốc dân 300.000. Camera của Hàn Quốc hả? Cái này là American Tourist, là về du lịch, về bán vali. Vô trong rồi nè. Đó, cái bảng là Lotteria TNT, quán thịt nướng Gogi. Mình được hẹn đi ăn ở quán thịt nướng Hàn Quốc Gogi, có McDonald's. Vậy là McDonald's trong này có. Ở McDonald's ở Quang Trung nghỉ rồi. Đông quá nên phải đặt bàn ha. McDonald's nè, nhà hàng bánh mì Mỹ nè. Cái cổng đi vô là bằng được chào đón bằng mỗi những cái lồng đèn. Đây, nhà hàng này lát nữa được mời nè. Hôm nay đi ăn với anh chị hàng xóm, vợ chồng của anh chị hàng xóm. Đông lắm, ở Việt Nam nữa đông người vui vui lắm. Trang sức đá quý phong thủy thế giới ngọc, đồng hồ Casio. Còn nếu không có tiền mời thẳng đi tới thẳng góc kia là có ATM. Mời chủ, chủ tới kia rút tiền kìa. Nhưng mà không có ban mình nha. Bên này thì có Kichi Kichi của lẩu băng truyền của Hàn Quốc luôn. Cái này là Taiwan, Taiwan Hot Pot. Bên này có thêm cái nhà vệ sinh. Quay sơ vài phút.